HQ đang lui về, Long chỉ đã tung được một người mà thôi. Quay đã kịp thời né ra được, mắt táo đang là khá đẹp, cú đẩy tốt từ vị trí của đó là Si. Wow. Và sau đó thì Kobo không còn trên bản đồ nữa, Dậu sẽ là người tiếp theo và hạ cục dành cho bên phía của HQ Esports khi Pudding nằm xuống ở cú hạ nhiên trưởng của Long Chan nhưng không có sát thương. Quay quá khỏe ở thời điểm này, 5 điểm hạ gục và đó là quét sạch cộng thêm một cú hoắt quát kill tuyệt vời từ Quay và khép lại ván thi đấu này. Không có bất ngờ nào dành cho HQ Gaming trong ván thi đấu này cả.